Chào mừng quý vị và các bạn đến với không gian của Giải pháp số. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội với đặc điểm là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa quốc gia, một siêu đô thị với hơn 10 triệu dân đã được chính phủ lựa chọn làm thí điểm một số nội dung của đề án 06 hiệu quả để nhân rộng ra toàn quốc. Đây là đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Các bài toán công nghệ đặt ra cho thủ đô được xác định là quy mô lớn và độ phức tạp cao. Thành phố chỉ đạo xây dựng các giải pháp chuyển đổi số theo đúng tinh thần, người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số, lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh là mục đích. Với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, Hà Nội phải là địa phương đi đầu, tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh hiện đại. Đây là đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện thí điểm đề án 06, đồng thời công bố vận hành một số nền tảng ứng dụng của đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, ứng dụng nền tảng công dân số Ai Hà Nội đã được ra mắt là kênh tương tác số với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố. Nền tảng công dân số Ai Hà Nội cũng chính là giải pháp số của chương trình tuần này mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị khán giả. Sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, vùng đất cách thủ đô hơn 1.000 km, sau một năm sinh sống và học tập tại Hà Nội, bạn trẻ này vẫn còn bỡ ngỡ, chưa thể nắm được hết về đường xá, giao thông ở thủ đô. Nhờ các tiện ích trong ứng dụng công dân thủ đô số Hà Nội, Ai Hà Nội, nhất là mục giao thông, đã giúp Huyền Anh giải quyết nhiều vấn đề mỗi khi ra đường. Thông qua cái ứng dụng này thì mình có thể xem được là đoạn đường nào có đang tắc đường hay không và tình trạng giao thông ở đó như thế nào. Như vậy thì trước khi ra đường hoặc là đến địa điểm nào đó thì mình có thể xem qua và căn được cái thời gian mình di chuyển ạ. Ứng dụng Ai Hà Nội được chia thành 4 nhóm chức năng lớn. Mỗi nhóm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng, bao gồm Hà Nội Connect, Hà Nội Live, Hà Nội News và mục sáng kiến, góp ý. Đây là một trong những cái ứng dụng nếu mà hiệu quả sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho người dùng và sẽ thực sự thu hẹp được cái khoảng cách trong cái mối quan hệ, trong cái việc tiếp xúc giữa chính quyền và người dân. Bởi vì trong cái app này có rất nhiều những cái tính năng rất là hay. Ví dụ như là nó có thể ngay lập tức phản ánh những cái vấn đề đang diễn ra tại các cái xã, phường, quận, huyện trong thành phố. Thì cái điều này nó thể hiện một cái tư duy rất là mở và rất là chủ động của thành phố trong việc tiếp nhận ý kiến của người dân. Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel, Viettel Solutions, với thế mạnh về hạ tầng số, là đơn vị công nghệ tiên phong kiến tạo số đồng hành cùng Hà Nội, triển khai nhiều nền tảng phục vụ đề án 06. Trong đó, Ai Hà Nội được thiết kế ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, là một nền tảng dữ liệu mở, cho phép dễ dàng tích hợp, chia sẻ thông tin với các hệ thống khác. Cái nền tảng này nó cũng sẽ giúp cho giải quyết được một số các cái mục tiêu trong đề án 06. Thứ nhất là nó phục vụ cho cái việc phát triển công dân số. Thứ hai là thúc đẩy các cái hoạt động về dịch vụ công. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái yếu tố thông minh lên nhiều hơn. Chúng tôi sẽ ứng dụng các cái nền tảng về trí tuệ nhân tạo. Các cái nội dung về phân tích dữ liệu sẽ được đưa vào các cái nền tảng chúng tôi đã triển khai cho Hà Nội. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ứng dụng không chỉ là một công cụ hỗ trợ công việc hành chính, mà còn là biểu tượng cho sự kết nối, sự tiên tiến và sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong thời đại số hóa, là bước tiến quan trọng nhằm xây dựng một xã hội số đáng tin cậy với tư duy thủ đô và hành động của Hà Nội hướng tới một tương lai phát triển toàn diện và bền vững. Chạm để kết nối không chỉ là một lời kêu gọi hành động mà còn là một tuyên bố về mục tiêu và giá trị cốt lõi của ứng dụng Ai Hà Nội, nhấn mạnh sự dễ dàng trong việc tương tác, kết nối tiện ích cho người dùng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ứng dụng không chỉ là một công cụ hỗ trợ trong việc hành chính mà còn là biểu tượng cho sự kết nối, sự tiên tiến và sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong thời đại số hóa. Đây là bước tiến quan trọng nhằm xây dựng một xã hội số đáng tin cậy với tư duy thủ đô và hành động của Hà Nội, hướng tới một tương lai phát triển toàn diện và bền vững. Phóng viên của VTC đã có cuộc trao đổi với ông Cù Ngọc Trang, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để tìm hiểu rõ hơn về lộ trình phát triển giải pháp điện tử của thành phố. Mời quý vị theo dõi. Xin cảm ơn ông với cuộc trao đổi cùng VTC ngày hôm nay. Thưa ông, việc ra mắt ứng dụng công dân số thủ đô Ai Hà Nội có mục tiêu ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng phát triển chính quyền số, công dân số, xã hội số ạ? Ứng dụng công dân thủ đô số
hay chúng ta còn gọi là ứng dụng AI Hà Nội, thì cũng hướng tới là một cái nền tảng số tương tác hội tụ để giúp cái thu hẹp cái khoảng cách giữa người dân với chính quyền thành phố và chính quyền các cấp của thành phố, và cũng đồng thời là thu hẹp cái khoảng cách giữa doanh nghiệp với chính quyền và khoảng cách giữa người dân với người dân và người dân doanh nghiệp trên một nền tảng tương tác chúng ta gọi là nền tảng tương tác số hội tụ. Một cái sứ mệnh thứ hai và cũng là cái mục tiêu của cái AI Hà Nội là cũng mong muốn đây là một cái tài khoản mà duy nhất để người dân đăng nhập, truy cập, tiếp cận và sử dụng các cái dịch vụ, các cái tiện ích mà thành phố cung cấp đến những người dân, thì giúp người dân không phải vào một hàng trăm các website, các nền tảng ứng dụng đang tồn tại ở tại các sở ban ngành của các đơn vị khác, mà bây giờ người dân chỉ vào duy nhất nền tảng này thôi. Vâng, dạ vâng ạ. Trong 4 tiện ích của ứng dụng AI Hà Nội thì nhóm chức năng sáng kiến góp ý sẽ được hoạt động như thế nào để là kênh tương tác số giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền thành phố ạ? Thông qua cái việc mà cái tương tác của người dân với chính quyền một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất, thì cũng sẽ giúp cho chính quyền, đặc biệt là các cấp lãnh đạo thành phố ấy, nhận diện được sớm nhất những cái vấn đề mà dân sinh bức xúc, những vấn đề mà khó khăn của người dân và doanh nghiệp, những vấn đề mang tính tồn tại ở bên ngoài xã hội, để các cấp chính quyền, đặc biệt là lãnh đạo thành phố và các ngành của thành phố hoạch định ra các quyết định và điều chỉnh các cái chính sách của mình cho nó phù hợp nhất. Cái thứ hai là các cái phản hồi của các cấp chính quyền và của các cơ quan chức năng khi nhận được những cái kiến nghị của người dân, của doanh nghiệp thì sẽ được minh bạch ở trên hệ thống. Các cấp chính quyền và tự cán bộ công chức cũng phải điều chỉnh cái hành vi của mình để làm sao nó tốt hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Vâng, thưa ông, trong thời gian tới thì thành phố Hà Nội sẽ có kế hoạch tích hợp thêm những tính năng như thế nào trong ứng dụng AI Hà Nội để phát triển đây trở thành một nền tảng siêu ứng dụng có thể giúp giải quyết mọi vấn đề của người dân Hà Nội? Để cái nền tảng này thực sự đi vào cuộc sống và thực sự nó đáp ứng được cái nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong một cái xã hội số như bây giờ, thì thành phố cũng đặt ra kế hoạch trong thời gian tới cần phải hoàn thiện thêm và bổ sung thêm một số tính năng. Thứ nhất là thành phố sẽ tiếp tục chuẩn hóa, bổ sung và làm giàu thêm các cái thông tin và các cái dữ liệu ở trong cái AI Hà Nội này để cung cấp người dân toàn diện hơn. Ví dụ như là dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử, thì hiện nay thành phố cũng đã làm giàu được cái 3,5 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử. Người dân có quyền cung cấp cái thông tin này cho các cơ sở khám chữa bệnh để giúp khi đi điều trị, khi đi khám chữa bệnh, để giúp các cơ sở y tế người ta tiếp cận nhanh và dự báo cũng như là đưa ra các phác đồ nhanh nhất. Cái thứ hai, một số các dữ liệu như là dữ liệu về du lịch, dữ liệu về di sản văn hóa, đặc biệt là dữ liệu mà hiện nay tôi thấy người dân cũng đang quan tâm nhất, đó là dữ liệu về hệ thống camera giao thông tại các cái điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, thì tới đây thì văn phòng cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với bên VOV giao thông, với bên công an thành phố sẽ tích hợp thêm tăng thêm cái mật độ camera giao thông, đặc biệt là tại các cái điểm giao thông công cộng, tại các điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, để người dân có thể vào đấy truy cập, để có thể hoạch định tuyến đường đi của mình làm sao nó tránh được cái điểm ùn tắc. Cái thứ hai thì cũng sẽ bổ sung thêm các cái tiện ích của đô thị thông minh cho người dân, tìm kiếm, tra cứu, đặt chỗ trước và thanh toán cái giá dịch vụ trong giữ xe, để tới đây cũng sẽ minh bạch đặt chỗ trước và thanh toán trên này. Vâng, xin cảm ơn ông với những thông tin hữu ích dành cho khán giả VTC ngày hôm nay. Thưa quý vị, tên ứng dụng AI Hà Nội được ghép từ chữ AI và tên địa danh thủ đô Hà Nội. Chữ AI trong AI Hà Nội có nhiều ý nghĩa, là chữ cái đại diện cho Interconnect, kết nối, Interactive, tương tác, Informations, thông tin, Intelligent, thông minh, Integrations, hội nhập, Individual, cá nhân và Innovations, đổi mới. Là một siêu ứng dụng, AI Hà Nội bao gồm đa dạng chức năng phục vụ công dân, doanh nghiệp, trọng tâm hướng tới tương tác giữa người dân với đô thị thông minh hiện đại của tương lai. Trong chuyên mục Xoay để chuyển tuần này, chúng tôi xin mách nhỏ tới quý vị khán giả cách sử dụng tính năng đáng chú ý mà quý vị có thể cần tới khi sinh sống, làm việc hay là học tập tại thủ đô. Người dùng có thể theo dõi tình trạng các tuyến đường ở Hà Nội trực tiếp thời gian thực thông qua hệ thống camera tại các quận huyện. Để dùng tính năng này, chọn mục giao thông trong nhóm tiện ích đô thị thông minh. Theo dõi chất lượng không khí, chỉ số AQI theo dõi chất lượng không khí cũng được cung cấp thông qua tính năng chất lượng không khí trong mục môi trường thuộc nhóm tiện ích đô thị thông minh. Tại đây, người dân có thể theo dõi nhiệt độ, số liệu AQI, nồng độ bụi mịn PM2.5, độ ẩm và nhiều thông tin khác.
trò chuyện với người dùng. Trong Super App i Hà Nội, người dùng có thể trò chuyện với bạn bè, người dân khác, tạo nhóm trò chuyện tương tự trên ứng dụng Zalo. Để dùng tính năng này, nhấn vào icon hội thoại phía trên góc phải ứng dụng. Phản ánh bất cập và theo dõi hiện trạng xử lý. Người dùng có thể kiến nghị xử lý các bất cập trực tiếp trên i Hà Nội bằng cách nhấn vào chức năng phản ánh hiện trường. Tại đây, người dùng có thể tạo phản ánh mới hoặc xem các phản ánh của cộng đồng ở mục bản đồ phía trên góc phải và chi tiết trả lời xử lý của cơ quan chức năng, bao gồm cả hình ảnh, dữ liệu minh chứng tình trạng xử lý. Trên i Hà Nội, người dùng cũng có thêm nhiều tính năng như thanh toán trực tuyến, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thông tin quy hoạch, tra cứu phạt nguội, v.v. Zalo Pay đạt hơn 14 triệu người dùng và tạm giữ giấy phép lái xe trên VNEID nếu vi phạm giao thông. Đây là một số nội dung đáng chú ý trong cụm tin cập nhật của chuyên mục Dòng chảy số sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Bộ Công an vừa ban hành thông tư 28/2024. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, việc kiểm tra thông tin giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe đã được xác thực trên ứng dụng VNEID có giá trị tương đương như kiểm tra giấy tờ trực tiếp. Theo thông tư mới, nếu người điều khiển phương tiện xuất trình giấy phép lái xe trên VNEID thì lực lượng chức năng sẽ kiểm tra thông tin online. Ngược lại, trong trường hợp người dùng cung cấp giấy tờ xe, bản giấy thì sẽ kiểm tra theo cách thông thường. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng sẽ cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với ứng dụng VNEID. Theo Zalo Pay, sau hơn 6 năm phát triển, đến nay ví điện tử đã phục vụ hơn 14 triệu người dùng, cung cấp danh mục sản phẩm hơn 100 dịch vụ tiện ích. Từ cuối năm 2023, Zalo Pay đã đặt ra mục tiêu phát triển nền tảng theo hướng mở rộng, thoát khỏi mô hình ví điện tử truyền thống để tạo sự khác biệt và giá trị cho cả người dùng và cả đối tác. Định hướng này đã giúp Zalo Pay ghi nhận tăng trưởng doanh thu 40%, trong khi mức lỗ từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh 42% trong năm tài chính 2023. Chính phủ New Zealand mới đây thông báo sẽ tiến hành sửa đổi dự luật đàm phán nội dung tin tức công bằng để hỗ trợ các cơ quan báo chí địa phương tăng thêm thu nhập. Theo đó, New Zealand sẽ đẩy mạnh nỗ lực yêu cầu các công ty công nghệ lớn trả tiền cho các cơ quan báo chí trong bối cảnh các cơ quan này đang gặp phải nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, New Zealand cũng sẽ bổ sung khuôn khổ chỉ định cấp bộ để cho phép Bộ trưởng Báo chí và Truyền thông được chỉ định nền tảng kỹ thuật số nào phải chịu sự điều chỉnh của dự luật đàm phán nội dung tin tức công bằng. Hiện Google và Meta phản đối dự luật này và cho rằng những người ủng hộ đã hiểu sai bản chất của thị trường tin tức kỹ thuật số và giá trị của tin tức địa phương ở trong đó. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại giải phát số tuần này. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình 15 phút vừa qua của chương trình. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua các địa chỉ số đang hiển thị trên màn hình. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, những gợi ý quý giá của khán giả về những sáng kiến, giải pháp, nền tảng công nghệ Make in Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.